Nhận định trực tiếp dự đoán vòng 15 V-League 2019 giữa Thanh Hóa với Sông Lam Nghệ An. Với phong độ ấn tượng trong thời gian qua, cặp đấu derby xứ miền Trung giữa Thanh Hóa với Sông Lam Nghệ An hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đáng xem nhất ở vòng 15 V-League 2019. Link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa là trận derby miền Trung hứa hẹn có nhiều diễn biến kịch tính, hấp dẫn diễn ra vào cuối tuần này. Ở trận lượt đi, dù chơi thiếu người nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có được chiến thắng tối thiểu nhờ vào pha lập công duy nhất của Hồ Khắc Ngọc ở phút 28. Cuộc đối đầu lúc gió diễn ra, Thanh Hóa vẫn đang gặp những khó khăn và đứng ở nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng bây giờ đã khác, đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi trận bất bại lên con số 9, kể từ khi Bầu Đệ trở lại điều hành đội bóng. Ở trận đấu thuộc vòng 14 V-League, cũng là trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã diễn ra suôn sẻ với thắng lợi 3-1 trước chủ nhà Sanna Khánh Hòa. Với sự tự tin sau những chiến thắng gần đây, Thanh Hóa sẽ quyết tâm đánh bại đội khách. Không những thế, thất bại mới đây của U15 xứ Thanh trước U15 Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết sẽ mang thêm tinh thần chiến đấu cho đội nhà. Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An sẽ không có sự phục vụ của Phan Văn Đức vì chấn thương. Còn đâu trong tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Chứ kể, đội bóng xứ Nghệ vừa chiêu mộ thêm Vinicius từ thành phố Hồ Chí Minh. Đội khách cũng thành tích khá tốt, nhưng họ đã hòa đến 6 trận ở 10 vòng đấu gần đây. Đội khách sẽ còn gặp thêm khó khăn từ lịch sử đối đầu, khi mà đã nhận đến 8 thất bại trong 13 lần đối đầu gần đây. Thế nhưng, ở lần làm khách mới nhất thì Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng kịch tính 2-3. Trận đấu giữa Thanh Hóa với Sông Lam Nghệ An sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 7 trên sân Thanh Hóa.